Rồi các em nhìn đây, tập trung vào đây. Anh sẽ hướng dẫn các em cấu hình static root mà kết hợp tracking, đúng không? Như đã giải thích. Tập trung vào. Trên router 1. Trên router 1, tôi định tuyến tính đến cái loopback của router 2 nhưng kết hợp tracking. Em hiểu chưa? Và hướng dự phòng là hướng 192.168.2.2, hướng chính là 1.2. Em hiểu chưa? Khi hướng chính mà down, lập tức nó switch sang hướng dự phòng để đảm bảo rằng cho dù cái status cái cổng vật lý vẫn up nhưng mà nó không đến được ấy, tôi vẫn switch sang, thì tôi phải sử dụng cái tính năng đó là tracking. Tracking tức là tôi tạo một đối tượng, sau lồng đối tượng nó vào status để kết hợp với cái điều kiện đó. Ví dụ, cho tôi là một nha, tôi tạo đối tượng là IP SLA. Đối tượng SLA ICMI ECO 192.168.1.2 thuộc interface phát 0.0, có nghĩa rằng tao tôi là một binh liên tục đến 192.168.1.2 để thăm dò nó xem có sống hay không, với tần suất là frequency là 10 giây thông binh một gói tin. Em phải đặt thấp hơn, hiểu chưa? Và cái lệnh này được thực thi khi nào? Em đặt cái lệnh IP SLA schedule start time now, bắt đầu luôn, và live forever, thực thi mãi mãi luôn. Đấy. Và check một tôi lồng cái SLA 1 vào. Ok chưa? Rồi sau đó tôi đánh lệnh IP root 10.1.2.0. Next hop là 192.168.1.2. Đúng không? Là lồng thêm cái điều kiện check 1 vào. Ok chưa? Rồi còn hướng phụ, 5 này là AD 5, nếu tôi không đặt 5 cũng được, nó sẽ nhận bằng mấy? 1, chính xác. Rồi tôi làm vẫn định tuyến đến cái mạng tĩnh này. Next hop là 2.2 nhưng nó là hướng phụ, AD được 10. Thì lúc ấy nó chỉ install, tức là chỉ đưa cái duy nhất cái 1.2 vào bản định tuyến thôi. Em hiểu không? Ok. Và khi 1.2 mà down tức là down khi nào? Tức là thằng R1 nó không binh được đến 1.2 thì ngay lập tức nó cài 2.2 bản tuyến luôn. Em hiểu chưa? Việc làm này phải được làm đồng bộ. Hiểu chưa? Về thằng R1 mà switch sang 2.2 thì thằng R2 trả về cũng phải switch sang 2.2. Em hiểu chưa? Thằng R2 tôi đang định tuyến đến 10.1.1.0 qua tốt nhất là bao nhiêu? 1.1 là qua lối này đúng không? Thì tôi trên auto R2 tôi cũng phải làm check IP đâu 1. Tôi thăm dò liên tục địa chỉ 1.1. Được chưa? Với địa chỉ nguồn là phát 0.0. Frequency là 10 giây một lần. Exit schedule check 1 là TR1 để tôi bắt đầu. Tức là lồng cái SLA1 này vào check 1. Rồi IP root 10.1.1.0 bên này. Next hop 1.1 check 1. Là check 1 là cái điều kiện, nếu nó không thỏa mãn cái thì cái switch loop này đau ngay lập tức. Đấy, còn theo hướng check 1 là 2.1 là dự phòng. Vậy thì chúng ta nhìn cái cấu hình này, giả sử tôi shutdown một trong hai cổng phát 0.0 của R1 hoặc R2 thì lập tức cái tuyến đường, cái status của R1 R2 đều switch sang cái hướng là gì nhỉ? Cổng S0.0. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, bây giờ bạn làm nào. Rồi bây giờ trên router 1, tôi đặt IP đã. Interface loopback 0, IP address 10.1.1.1. Rồi. Interface phát 0.0. Cấu sắt IP address 192. Ok không? Interface S0.0 nấu sắt. Ok, xong trên router 1 rồi nhá. Ok không? Trên router 2. Interface phát 0.0 nấu sắt. IP address 192.168.1.2. Ok chưa? Interface S0.0 nấu sắt 192.168.2.2. Rồi. Interface loopback 0 IP address 10.1.2.2. Đúng không? Ok chưa? Kiểm tra show IP interface bridge. À biết chưa? Show IP root có 3 mạng connected chưa? Ok. Chưa tôi được một đâu. Đây. Show IP root. Rồi bây giờ tôi sẽ trên router 1, tôi sẽ cấu hình SLA trước đúng không? Đúng chưa? IP SLA. Xin lỗi, IP SLA 1 đúng không? ICMP echo bao nhiêu? 192.168.1.2 suộc interface phát 0.0. Tôi binh bằng cái địa chỉ nguồn phát 0.0 á. Frequency. Xin lỗi. Frequency mấy giây?
đặt 5 giây cũng được, hoặc 10 giây cũng được, tùy theo. 10 giây thì hơi lâu, tại vì đau em phải chờ 10 giây mới ship được chưa. Còn đặt 5 giây nhá. Thôi 1 giây thôi nhanh. Ok chưa? Rồi đặt lịch IP SOA schedule. 1 start time now. Forever at least like forever. Rồi, đấy tap ra. Check 1 TR1. Rồi. Ok không? Đấy, tôi đã lồng cái check 1 vào đây TR1 rồi. Ok không? IP root 10.1.1.0 25.25.25.0 Tayhop 192.168.1.2 đúng rồi, đến mạng của R2 đi đúng không? 10.1.2.0 Tayhop là 192.168.1.2 Check 1, đúng chưa? Rồi, làm tuyến dự phòng nhá. IP root vẫn là 10.1.2.0 nhưng mà Tayhop là 192.168.mấy 2.2 là về trên. Nào, AD chỉnh bao nhiêu? 10. Có thêm gì nữa không? Không. Rồi, tôi show IP root lên. Nó có status chỉ qua 1.2 thôi đúng không? Ok không? Đúng không? Đây, show IP root tôi gọi hai lệnh này nhưng mà nó chỉ ăn một lệnh thôi. Ta cho bảng định tuyến chỉ cho cái gì nhỉ? Next hop là 10.1.2 thôi, đúng không? Rồi, tương tự như vậy, tôi làm trên nào tôi là 2. IP SOA 1 ICMP ECO 192.168.1.1 đúng không? Suộc phát có đi còn si ở 5 giây để cho đồng bộ đúng không? IP SOA schedule start 1 rồi đúng không? .1.1 đúng không? Đúng không? Check mấy? 1 IP root 10.1.1.0 chấm mấy? ID ok chưa? Là qua bao nhiêu? 1.1 chưa? Rồi bây giờ tôi thử binh nhá. Binh 10.1.1 à 10.1 chấm đặt là chấm mấy? Đặt 2 chấm mấy? 2.2 đúng không? Binh 2.2 bình được không? Ok chưa? Ok không? Show IP root. Bây giờ tôi sẽ sắt đao cổng phát 0.0 chưa thử được 1, các em sẽ thâu bản sâu bản tuyến sẽ thấy gì nhá. Interface phát 0.0 sắt đao. Được chưa? Show IP root. Qua 2.2 chưa? Có chứ, nó qua 2.2 rồi thì đó. Ok chưa? Theo em thì thằng bên này nó có qua 2.2 không? 10.1 nó qua 2.2 không? À qua 2.1 không? Suýt không? Suýt chứ, bây giờ tôi đang down cổng này rồi đúng không? Thì thằng này nó cũng không reach ở đây đúng không? Sau 5 giây nó monitor nó không thấy thì nó sẽ suýt thằng bên này luôn đúng không? Đó chưa, tôi đọc 2 nhá. Đây đúng không? Đây, show IP root. Thấy chưa? Xong 2.1 chưa? Ok không? Thế bây giờ anh hỏi các bạn, bây giờ tôi bật lên liệu nó có switch trở lại không? Hả? Sự bật lên nó switch trở lại không? Áp lại không? Thấy chưa? Kiểm tra này, show check 1 này. Check 1 đang down. Check 1 đang down. Vì sao? Vì nó cổng nó vừa down mà. Nhưng show check 1 này. Check 1 mà áp cái, áp chưa? Phải up này. Check 1 up thì có nghĩa là root nó up. Hay không? Sao 1.2 chưa? Con này sâu lại nó có trả về 1.1 không? Ok, dự phòng đồng bộ cái hướng chưa? Rất tuyệt vời đúng không? Ok các bạn. Cái SOA trong hợp này rất là hữu ích. Chơi liên tục. Em hiểu không?
Rồi chúng ta thử thực hành nhá.